Lại một ngày mới bắt đầu các bạn. Một ngày như mọi ngày nhà mình ra đây thì mọi người cũng đã tiến hành công việc đấy. Nội dung công việc ngày hôm nay thì cũng là bé bơ các bạn, bé bơ, đào mương, khai thông mương màng để ổn định cái nguồn nước tưới tiêu về lâu về dài các bạn. Với cái ruộng lúa này thì xác định là làm trường kỳ, nhưng không thể là ngày một ngày hai được, nên là cái công tác chuẩn bị khởi đầu ấy của nông trại lúa ở đây thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Đặc biệt bây giờ thì người dân cũng biết việc rồi. Thì lúc chiều hôm qua thì mình đã hướng dẫn mọi người nên làm như thế nào, thì bây giờ là mọi người tiến hành là làm ít chán vậy thôi các bạn. Đây, bây giờ sẽ tiến hành qua thăm bên chỗ này, mọi người đang tiến hành đồng mương. Bùn mà sinh lây thế này các bạn ấy, di chuyển cũng rất là khó khăn luôn. Lá pusa tame nhá, aquí no curro tame pusa, porque esse muro tipo un poco curva. À, chỗ này thì mình hôm qua nói rồi các bạn, nhưng mà hôm nay thì các cái lực lượng nông cổ đấy các bạn, giống như anh thư ký và anh Pedro cũng như anh Zeferino hôm nay không có mặt ở đấy. Vậy là cũng hôm qua có xin phép mình thôi, có một chút công việc gia đình nên ba anh hôm nay nghỉ, nên là đây mọi người thấy thôi, chủ là các em còn trẻ lắm, nên là cái chiến nắm vững đội đoàn này thì hôm qua mình dặn là làm rồng như thế này các bạn, tầm 1m8 đến 2m các bạn. Nên hôm nay thì mình ra đây thì thực tế là đào chỉ được khoảng tầm 1m1, 1m2 gì đấy thôi đấy, rất là bé, nên là mình muốn mở rộng ra thêm khoảng tầm 2m các bạn, 1m8, 2m các bạn. Thế nên bây giờ là gọi mọi người mở rộng ra các bạn ạ. Bên này thì mình chủ động xả nước hết rồi mọi người, nên là bây giờ để cho dễ cái quá trình đào mương các bạn. Còn hiện tượng phen bên này thì cũng giảm rất là đáng kể rồi. Lúa thì cũng là một màu rất là xanh này. Hay ta bóng vậy cho nó rồng, chứa được nhiều nước, đảm bảo cái nguồn nước để tưới tiêu về lâu về dài. Thì bây giờ mới đầu mùa nắng các bạn, nên lần nữa còn dễ, chứ mai một rồi là trời nắng mà cuối mùa nắng là cực hàn luôn, cực kỳ hàn. Đấy, nên là phải dự trữ được nhiều nước càng tốt. Nó tên qua cô già để mệt tè kia ấy, mi đã uma pau ai mềm, ai esse capim mềm. Ta mi đã rồi. Ok. Có ẩm nó hay không là từ những cái màu xanh này các bạn. Hy vọng là đất không phụ lòng người, ông trời thương được các bạn. Cho nó nắng vừa thế, nhưng nắng quá đấy. Rất là hy vọng luôn. Ô lăng. Thế cái pusa para lá. Nhá. Esse terra. Puxa para aquele lado, porque aqui a altura tá seca, né? Lá tá molhado, né? Ah, não. Vamos puxa devagar. Tipo, como iniciar 5 metros, tá bom 5 metros. Depois amanhã 5 metros, tá bom, né? Não fazer muito, depois ver mesmo nada. Thì đang hướng dẫn mọi người ấy, cố gắng là làm mà từng khoảnh một các bạn, làm khoảng tầm 5m, 10m1 đấy, mỗi ngày mỗi ít các bạn, chứ không như là làm cái diện tích lớn đấy, cuối cùng là nhìn chả đấu vào đâu cả. Cái chỗ này thì mình sẽ để cho nó khô ít hôm nữa, sau đó sẽ tưới nước vào, chắc ở sáng tuần sẽ tưới nước vào, rồi là sẽ bón cho thêm một ít đạm NPK các bạn, phân tổng hợp NPK. Vừa mới bón mùi than xong rồi thì tới đây sẽ bón thêm NPK tổng hợp cho nó, để cho nó phát triển rất tốt. cây lúa dòng chắc cho khỏe để mà thời gian sớm nhất thì có thể là có cái cây giống để mà cấy các bạn. Còn đằng kia thì bản cà vinh là các bạn cũng đang tiến hành làm ruộng. Còn bên này thì hôm rồi thử nghiệm gieo các bạn thì cũng cái lượng giống ở đấy là bắt đầu ngồi đây, bắt đầu đứng đây, đây cũng tương đối đều. Ruộng rất là khô các bạn, nghĩa là khô là không có nước chứ không phải là ruộng khô khô bón khô con đâu các bạn nhé. Đấy, ruộng này độ ẩm rất là ổn định, rất là tốt. Đó, khoảng trong vòng khoảng một tuần nữa thì cái chỗ này thì chắc nó lên đẹp đấy. Tới đây thì nó là thuộc bảo vệ thực vật này, rồi phân bón này, còn là cả một chặng đường phía trước các bạn. Đấy, rất là nhiều công sức còn phải bỏ ra để cho để đến ngày gặt lúa các bạn, còn nhiều lắm. Còn ở bên này thì đội nông nghiệp đang tiến hành san lấp mặt bằng, phân lô chia thửa. Đây phi cà cao mà, đây bôi mét ta quá, phi cà mò này, đây bôi roti mà. Ei, fazer arroz. Primeiro, tem muito trabalho. Mas quando acabar esse, depois mesmo só espera. Ở bên này các bạn, các em dồn toàn bộ đất ở phía trên kia là đào xuống bên này để mà đắp cái bờ bên này các bạn. Bờ này đắp rất là kiên cố luôn. Em chân ngang cái mương này để cho dẫn được vào trong cái mương này. Ok không? Cái chỗ đó là một cái nữa, hôm sau là làm một cái đằng trên nữa. Để mà kéo nước về cái thửa ở trên này. Không, nhưng mà cái chỗ đắp mà ngang mương ấy. Để mình dẫn được. Mà khoan đây em để đào xem nào. Không, cái chỗ đào theo cái mô hình này, để đi theo đường thẳng ấy. Đúng. Đi theo một đường này để định hình ấy. Đúng rồi. Sáu này cái đào xuống sâu được anh. Ok em. Đấy các bạn. Mương đầu này đằng này là rất áp giảm rồi, rồng thẳng này, vừa rồng vừa thẳng này. Chỗ định hình đấy. Sau bên này sẵn thêm tí nữa là đẹp luôn, đẹp nhức nách luôn. Đây, nói chung là có chú Thảo hỗ trợ mình với các bạn, đôn đốc người dân. Bởi ngày trước thì làm từng bản đó các bạn, bản cái tí riêng mà bản cà vinh riêng các bạn. Còn bây giờ là tập trung vào một chỗ luôn nên cũng đi bộ là hôm nay lại đằng này lại đằng kia rồi làm vài tảo như vậy là về là khỏi phải chạy bộ về đi bộ nữa các bạn ạ. Phải là cái số đấy xấu mà entra đó, bị kén là xấu. Eu queria que tiramos assim. Não, lá em cima uma. Aí é. Lá em cima uma. Depois aí lá embaixo uma. Porque quando arroz cultiva precisa muita água. Dessa uma entrada pequena, quando não querem então tapa. Água desce mesmo lá no rio. Essa largura é demais. Não, esse tá bom. Esse vai lá tá bom. E não vou falar como. Iremos falar abrir grande mesmo até lá? Sim. Aí? É, disse abre mesmo até depois aqui. É meter aqui. Fecha. Tirar o muro aqui. Fecha. Tapar com essa coisa. Tirar o muro, depois a água entra direto. Tá bem. Vamos fazer. Foi pouco grande ou mesmo igual. Já. Eu fui dia falar com o pai Paulo, aquele lá em cima, de puxar a água para em cima. Porque água entra lá embaixo, só puxa para cima com bomba. Essa aqui já era a mesma vala. Thì đây, đang xem tình hình của mọi người mở cái mương đây các bạn để dẫn được vào trong cái mương lớn này. Đấy, kiểu là sau này là khi nào muốn rửa trôi phen hoặc là tưới ruộng các bạn chỉ cần xả nước vào là được thôi. Đấy. Mọi người đang rất là nỗ lực các bạn. Một cái gọi là một cái năng lượng rất là tích cực. Mọi người bây giờ là đang cố gắng phấn đấu để mà mở một cái cánh đồng lúa ở đấy. Hy vọng như lúc nãy mình nói rồi, đất không phụ người các bạn. Bố đéo men tầm em có cu em đấy. Ơi, để bên ta. Puxa. Đấy là acabou vai cima ou pisa lá direita. Puxa mais. Calma, puxa mais aqui. mỗi người mỗi việc, phân chia nhau để mà cho công việc nó trôi chảy, chứ dồn một chỗ thì nó cũng lâu lắm các bạn. Xin mang phika kia, control lại á. Ok các bạn, đây cái nồi lót lớn nhất của mình là fan này các bạn này. Rất là nhiều luôn. Một cái màu vàng đỏ quạch luôn các bạn. Đây, cái này giống như là gạch cua, gạch tôm các bạn. Thì mình đang hướng tới làm sao là ở trong ruộng thì đã xử lý vối 2 lần rồi các bạn. Còn ở cái mương nước kia mọi người thấy đấy, nước auto, nước đồng đấy, nên là nó một cái màu vàng quạch luôn, toàn là phèn không. Cái chỗ này thì mình muốn làm sao để tạo một cái mương sâu hơn trong ruộng các bạn, để mà nó ngấm phèn ra phía ngoài các bạn. Đang cho tiến hành là nỗ lực hết sức có thể các bạn, để mà làm cái mương mạng ổn định, định hình được cái thửa ruộng. Xong sau đó thì sẽ tiến hành làm đất để mà cấy lúa thôi. Lúa thì chắc nó là đang còn được khoảng tầm 2 tuần rồi các bạn. Cái này thì chủ Thảo đảm bảo công đoàn kỹ thuật ở chỗ này các bạn. Cái chỗ này thì được đấy em nhỉ? Ừ. Cái này thì khoảng tầm mấy hôm nữa, hay là để đến lúc nó mọc như thế này thì ta sẽ tưới nước. Đấm ông lấy nái nhá, cái đấy anh cắm xuống này. Ừ. Cho bỏ đường vào nó sôi hơn trôi đi. Ừ rồi. Để anh cắm xuống dưới đất đó. À rồi. Như chỗ này nó cắm lên này. Dạ. Chỗ này cắm lên nữa. Dạ. Để thời gian nó dễ đấm xuống đất đó. Ừ. Nào mình cho được. Mà bùn này nhão mà, hôm rồi mình làm bùn nó rất là nhão mà. Dạ. Thế không thảo được vào rồi nó trôi. Trôi với lại là nó nóng quá nhỉ. Dạ. Rễ nó ăn nóng cái sau này dễ ngã đổ. Ừ. Không được nhỉ. Ừ. Các bạn lấy giờ triển khai nhánh chỗ đang chỗ bản Capingala này. Rồi bên này này. Thì em cho đắp để lấy nước đến này. Ừ đúng rồi. Lấy nước dẫn này dẫn đến mương ấy. Ừ. Chỉ có lấy đây cái cho cái phân lấy nước về à. Ừ đúng rồi. Sao thảo vô đây để ngấm luôn ấy. Ừ. Má chỗ đó phải đắp một cái đế đó để dòng nước nó vào bên kia nó hơi cao hơn bên này. Dạ. Mình phải đắp một cái đế. Mà ký xem để manda rega chứ. Tá bên. Thì cái chỗ này khoái các bạn, thì mình có nói với anh thư ký cố gắng làm sao để thúc đẩy người dân bọn các bạn tưới nước các bạn. Khoai lang rất là đẹp luôn. Daqui mesmo quando chuva bater sai muito semente daqui vai plantar mais de novo. Sim. Ah, próximo ano nós já não temos problema com semente. Esse semente e puxando o coio, né? Capingala, né? Sim. Đây các bạn, cái mùa mưa tới đấy thì khoai lang rộng các bạn, dây rộng rất là nhiều luôn. Cái chỗ này thì hôm rồi là quá lấy dây rộng bên chỗ bản Capingala cả. Thì mùa mưa tới đấy thì khỏi lo vấn đề về dây rộng này các bạn. Đây mọi người thấy rồi. Toàn bộ chỗ này là đắp nước đây là để mà tưới các bạn. Chen nước vào chỗ này để mà tưới đấy thôi. Cái giai đoạn này thì phải tưới, chứ không tưới là nói chung là con người cũng không thể sống sót nổi. Phải còn nước đây, không còn nước là không thể sống sót nổi. Đây, ngay trước đây chỗ này hoang hóa các bạn, một cái đồng không mông quành ấy, cây cỏ mọc tùm ấy. Ngày đầu mình vào đấy thì các bạn biết rồi, mình vào bản thân mình và bác trưởng thôn của người dân ấy, có dẫn mình đi một dạo một vòng để khám phá thăm cái khu vực này đấy. Đây, toàn cỏ không các bạn. Bây giờ thì tuy cũng là chưa được nhiều lắm, nhưng mà cố gắng từng ngày để làm sao đấy là cái mô hình này là cứ nhân rộng, mỗi năm là nhân rộng ra một ít. Còn bên này các bạn, cái lạc ở bên này thì cũng đến đây tuổi thu hoạch thôi. Vậy próximo semana parece tem que mandar regar isso tudo. Ah, tá bem. Depois vamos arrancar. Ah, tá bem. Esse é criança arranca toa này. Cái chỗ lạc này các bạn thì mình nói về anh thư ký thì sáng tuần thì sẽ bố trí người tưới các bạn, tưới cho đất mềm xong thì sau đó sẽ thu hoạch giống như bản Capingala các bạn. Thế xong vô đắng mẹ sẽ về cùng nó phải xảy nhé. Tadoro rất cũng lắm phải xảy. hết đi. Thì tỉa bên này nói chung là mình cũng đang lo sợ các bạn. Không biết là của nó có đẹp giống như bến bãi Cá Binh La không. Con cháu này để rộng các bạn. Nhưng mà nhìn chúng là cũng là củ rất là nhiều các bạn. Các bạn này. Tập. Chủ lạc này thì mình nói với anh ấy, sáng tuần đi sẽ là dành thời gian để mà thu hoạch lạc đấy các bạn. Phải Pedro này. Đằng này. Isso é gatuno. Aí tá bom. Ah, não, é gatuno. Cái controla bé nghe gì hả? Thế là nói chúng là cũng có một số cái bị tệ em các bạn. Các em đi đánh lưỡi bắt cá ở dưới này này. Thì các em cũng giống như mình ngày xưa thôi. Đi thả bo rồi là thỉnh thoảng cũng nhột trôm đấy đối với lạc để mà ăn đấy các bạn. Ở đấy thì cũng có hiện tượng là cái này giờ trẻ con đấy các bạn, giống như mình ngày xưa thôi. Nên là bây giờ cũng thôi thì cố gắng làm sao để bảo vệ để mà sáng tuần này để thu hoạch thôi. Ít nhiều chứ thế để sáng tuần thu hoạch thôi. Đấy, bây giờ là một cái màu xanh của lạc này, của khoai này. Rồi là mùa mưa tới thì ngô này, lạc ở trên này này. À bên này thì hồng khoai ở bên này cũng đang phát triển rất là đẹp đấy các bạn. Cho dù là thời tiết bây giờ là trời chỉ có trời nặng thôi, nhưng mà ở bên này cũng tưới được các bạn. Ở bên này cũng tưới được nên là cái khoai bắt đầu phát triển này, đấm chồi nảy lộc để phát triển này các bạn. Này, Antonio Fima Deslado Antonio. Aqui também rega bem, depois também sai bem phải không? Ông thì tính ta rega bem, sai bem. Đấy, chỗ này tưới được đều các bạn này. Mình cứ ngửi chỗ này thì nó sẽ hỏng mất, nhưng mà thực tế chỗ này là cái nguồn nước nó tiền các bạn, nên là cũng tưới được đều thường xuyên. Đấy, bây giờ cái khoai cũng phát triển đấy các bạn ạ. À, phải. Antonio ven aquí. Với chỗ này là cái đế đắp báo các bạn để cho nước chảy vào trong này, ngợp trong này. Thì sau đó thì để cái khoai nó hụt nước đấy. Đó, cái phát triển. Desse lado também já tá bom, né? Aqui falta, né? Sim. Aqui falta rega, pai. Sim. Depois fala meu irmão Adolfo regar aqui já? Sim. É filho, né? Não, é neto. Neto? Sim. Tem que mandar regar. Tá bem. Còn ở bên này thì các bạn, bên này cũng ok rồi. Bên này thật thấy ta ký tầm mấy tên rega bánh vậy. Tu đủ mềm mùi chứ. Rega bánh. E quando o tempo chuva bater, aqui sai muito semente để planta mais de novo. Chúng là trời nắng mà được như thế này là cũng tạm chấp nhận rồi các bạn. Thì mình cũng không thể đòi hỏi việc nhiều hơn cả, bởi là cái sức con người thì không nói rồi, nhưng mà cái nước của tự nhiên là các bạn, nó ở mức độ vừa phải thôi. Thì ok các bạn, thì nói chung là video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Ở dưới kia thì chú Thảo cũng đang đôn đốc mọi người làm ở dưới đó. Thì hôm nay mình cũng muốn đưa một chút hình ảnh của ruộng khoai, ruộng lạc đến cho mọi người xem. Thì video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Tự Nhiên Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hello chào các bạn này. Chào các bạn. Ok. Mà kịp phải manda rega nhá. Kita fraca mesmo. Tá bem. Agora aquele lado, sim. Tipo aonde rega bem, sim. E batata também cresce bem. Assim mesmo amanhã vamos regar. Ok. Sim.